Từ Siêu xin chào các bạn nha. Thì chiếc ghe này thì chủ cho sơn lại nguyên chiếc các bạn. Sơn từ cái phần con luồng nước á, ở dưới á. Nó sơn lên ha. Sơn hết nguyên con lại. Thì theo cùng với chủ thôi. Chiếc ghe này sơn hết nguyên con lại, mình nếu mình tính thì tiền công với tiền keo luôn, nước sơn luôn, vật tư này nọ là trên 15 triệu nha các bạn. Xe này thì chưa về biển số ha. Khi nào về biển số rồi mình sẽ quay một clip nữa ha. Ok, cũng đang hoàn thiện hết rồi. Cái anh đó anh đang ở trên đó anh đang sơn cái phần cabin. Thường sơn là người ta phải bắt vàng đó các bạn. Bắt vàng như vậy để mài sơn cho nhanh. Mài cái lớp sơn cũ bỏ ha. Nhưng mà khi mài sơn á, mình không có quay cho các bạn coi được. Tại vì đứng ra mặt ngứa lắm, chứ không nổi lắm. Vì keo rồi nó. Đây là phần mũi nữa nè. Cái này cái mũi nó cũng không có bầu cho lắm ha. Mũi này vừa, ok. Còn má không có tệ cho lắm. Nói chung cũng đẹp đó. Sợi quá cũng không tốt. Sợi quá đi nước nó cản lại lắm ha. Ở phía bên mặt phải nè các bạn. Rất đẹp nha. Độ kiều của nó ok. Xin nhắc lại, chiếc ghe này là tàu đực các bạn. Ghe này ghe đực nha. Ở đây là phần tàu lái của nó nè.